Công tác xây dựng đơn vị chính quy xanh, sạch, đẹp luôn được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, tạo động lực xây dựng đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại khu vực đóng quân của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh đã hiện lên màu xanh của những thảm cỏ, những hàng cây trồng thẳng tắp và những bồn hoa cây cảnh được cắt tỉa uốn công phu. Từ nguồn ngân sách của Bộ Quốc phòng và địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh đã phát huy nội lực để xây mới hoàn thành trụ sở chỉ huy, bao gồm nhiều hạng mục như khu nhà ở, khu nhà kỹ thuật, nhà bếp, công trình huấn luyện, hệ thống sân, đường, khu tăng gia. Những công trình này đều đảm bảo tốt cho việc sinh hoạt, học tập và công tác huấn luyện của bộ đội. Bằng nguồn kinh phí của đơn vị, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp tục củng cố, chỉnh trang doanh trại, mua bổ sung bàn ghế, phòng khách, làm biên bảng các phân khu chức năng, đồng thời mua sắm bổ sung tủ lạnh, tivi, máy lọc nước. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh với đặc thù là đơn vị chưa được đầu tư xây dựng chính quy toàn diện. Trong những năm qua, Đảng ủy chỉ huy đơn vị đã thực hiện phong trào thi đua xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp với tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó khăn để củng cố đơn vị. Bằng nguồn kinh phí tiết kiệm của đơn vị và nguồn kinh phí của địa phương với số tiền hàng trăm triệu đồng, năm 2019 đã tu sửa củng cố hệ thống nhà ăn nhà bếp, hệ thống biển bảng chính quy trong đơn vị để góp phần nâng cao đời sống của bộ đội. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục củng cố đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Được biết, công tác xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp luôn được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh xác định là nhiệm vụ giải pháp quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, gắn với hoạt động thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp. Ngoài ra, Đảng ủy chỉ huy đơn vị còn thường xuyên quán triệt các văn bản chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác doanh trại, tổ chức tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ trong xây dựng, tu sửa, củng cố, chỉnh trang doanh trại. Để đảm bảo cho doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp, ngoài tận dụng các loại cây đã trồng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã quy hoạch vườn trồng cây ăn quả như mít, cam, bưởi, chuối, nhãn. Đơn vị còn đẩy mạnh tăng gia quanh bếp, quanh nhà, tạo cảnh quan môi trường và lấy sản phẩm nhập bếp cải thiện bữa ăn. Đặc biệt, từ nguồn quỹ tăng gia chăn nuôi và các nguồn thu, đơn vị đã tận dụng để thực hiện tôn tạo xây mới các bồn hoa, tận dụng các vật liệu ghép các bồn hoa tạo thành những tiểu cảnh, tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Cán bộ chiến sĩ thường xuyên tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ hợp lý để chăm sóc cây xanh, cảnh quan môi trường xung quanh trụ sở của đơn vị. Tham gia hoạt động ngày Chủ nhật xanh, toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều tham gia quét dọn trụ sở, góp phần xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp. Có thể thấy kết quả của công tác xây dựng doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch đẹp mà Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh có được chính là phát huy nội lực, sự đồng thuận cao của mỗi cán bộ chiến sĩ, qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,